1.542 triệu km³ nước biển, 16 triệu km² sa mạc, 99 triệu km² rừng nhiệt đới, rừng trồng cây lấy gỗ và vùng hoang mạc, một nửa hành tinh bị bóng tối che phủ. Hiện có hơn 6.453 triệu người sống trên hành tinh rộng 514 triệu km² này. Những người luôn cần đến các biện pháp mang lại giá trị cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Và chúng tôi biết cách làm việc đó thế nào. Creating value for the world. Doosan Heavy Industries and Construction. Chúng tôi đang ánh sáng đến với thế giới. Công ty Doosan đang làm cho màn đêm của thế giới bừng sáng hơn bằng công nghệ sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch. Trong hơn 2 thập kỷ qua, chúng tôi đã cung cấp thành công nhiều công trình nhà máy sản xuất điện bằng phương pháp tân tiến, thao tác hiện đại cho các khách hàng trên toàn thế giới. Ngày nay, chúng tôi là nhà thầu EPC hàng đầu thế giới, cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm tất cả các lĩnh vực từ thiết kế, sản xuất, lắp đặt đến vận hành. Chúng tôi chế tạo tuốc bin, máy phát điện và các thiết bị phát điện khác từ đơn giản đến phức tạp trong các cơ sở chế tạo hàng đầu thế giới của chúng tôi. Chúng tôi cũng là công ty đi đầu thế giới trong lĩnh vực chế tạo lò hơi thu hồi nhiệt, là một thành tố quan trọng trong các nhà máy điện, chu trình hỗn hợp và có đặc tính thân thiện với môi trường ngày nay. Với công ty con của mình tại Anh là công ty năng lượng Doosan Babcock, chúng tôi hiện sở hữu công nghệ kỹ thuật nồi hơi được đăng ký độc quyền sản xuất, đồng thời luôn đẩy mạnh phát triển các giải pháp đốt cháy thân thiện với môi trường. Để đem lại năng lượng cho cuộc sống, Doosan đã có mọi giải pháp. Chúng tôi tin tưởng vào sự phát triển của chính mình. Tại Doosan, bằng công nghệ điện hạt nhân, chúng tôi đang giúp biến ước vọng và giấc mơ về một thế giới an toàn hơn và trong sạch hơn trở thành hiện thực trên hành tinh này. Ngày nay, người ta quan tâm đến điện hạt nhân bởi vì nó ngày càng được nhiều người công nhận là một trong những cách thức an toàn nhất và thân thiện nhất để tạo ra năng lượng. Chúng tôi đã và đang đóng vai trò chủ chốt trong ngành điện hạt nhân của Hàn Quốc bằng việc tham gia thiết kế, chế tạo và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại đây. Các lò phản ứng hạt nhân hiện đại thường bao gồm khoảng 1 triệu chi tiết chính xác. Chúng tôi đã nâng cao năng lực kỹ thuật và chế tạo hiện đại để sản xuất các thiết bị hạt nhân chất lượng cao nhất. Kể cả Mỹ, quốc gia tiên phong trong lĩnh vực điện hạt nhân, cho đến Trung Quốc, quốc gia đang phát triển nhanh chóng trở thành thị trường lớn nhất thế giới, đều được chúng tôi cung cấp các thiết bị tân tiến để sản xuất ra nguồn điện hạt nhân sạch và an toàn cho thế giới. Tại Doosan, công nghệ khử mặn của chúng tôi đang biến các sa mạc khô cằn thành các thành phố xanh để làm cho hành tinh của chúng ta trở thành môi trường sống tươi đẹp hơn. Ngoài các dự án khử mặn nước biển theo phương pháp MSF, MED, RO, Doosan còn sở hữu giải pháp toàn diện liên quan đến các dự án trong lĩnh vực xử lý nước. Đặc biệt, Doosan là công ty dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực khử muối nước biển, hiện đang chiếm giữ hơn 40% thị trường toàn cầu. Với độ dài bằng chiều dài của một sân bóng đá, thiết kế bình ngưng module, cải cách đầu tiên trong ngành là công nghệ trọng tâm, cho phép chúng tôi xây dựng nhà máy khử mặn nhanh hơn rất nhiều so với bất kỳ công ty nào trong ngành. Chúng tôi đã thành lập công ty Doosan Hydro Technology vào cuối năm 2005 và trung tâm nghiên cứu và phát triển khử muối ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Tampa, Mỹ và đang phát triển các công nghệ khử muối hiện đại của tương lai. Chúng tôi đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực xử lý nước thông qua việc hợp tác với công ty công nghệ xử lý nước lớn nhất của Mỹ, Carollo, năm 2008.
tiếp nối vị trí số 1 thế giới trong lĩnh vực khử muối nước biển, Doosan sẽ vươn lên, trở thành doanh nghiệp đi đầu trong thị trường nước toàn cầu. Khi kết hợp kim loại nóng và công nghệ với nhau thì sẽ tạo ra được sản phẩm tầm cỡ thế giới. Nhằm xây dựng cho cuộc sống hiện đại, tại Doosan, chúng tôi đang sử dụng công nghệ trên quy mô lớn nhưng vẫn vô cùng tinh xảo. Với lò nung điện có sức nung lớn đến 100 tấn cùng với máy ép khổng lồ 13.000 tấn, các thiết bị đúc và ép nén của chúng tôi đều thuộc loại tốt nhất thế giới. Cùng với các thiết bị trong nhà máy điện, các sản phẩm thép cán tấm, khuôn đúc nhựa, thép công cụ, các tay quay động cơ thủy lực, đe bánh lái đều đang trong vị trí nhóm 5 công ty có thị phần dẫn đầu thế giới. Với thành tựu của công ty IMGB ở Romania, hiện nay chúng tôi sẵn sàng để trở thành công ty đi đầu trong lĩnh vực đúc và ép nén trên toàn cầu. Tại Doosan, công nghệ xây dựng của chúng tôi đang chinh phục các ngọn núi, đại dương, sa mạc và vùng hoang mạc để xây dựng một tương lai thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người. Cho dù là dự án nào, ở đâu thì Doosan đều có thể xây dựng được. Ngoài nhà máy điện, năng lực thiết kế và xây dựng tân tiến của chúng tôi cho phép chúng tôi xây dựng được nhiều cầu đường bộ, đường ngầm, đường sắt cao tốc và các hạ tầng cơ sở khác cùng với các trung tâm thương mại, trung tâm y tế, sân vận động và các khu nhà ở. Tại Doosan, các giải pháp nâng hạ tân tiến của chúng tôi đã và đang góp phần rất lớn vào lưu thông thương mại toàn cầu. Từ cảng mới Busan ở Hàn Quốc, đến cảng của Singapore, cảng Jacksport ở Mỹ, cho đến cảng Đại Liên ở Trung Quốc, cảng Louis ở Mauritius, các thiết bị nâng hạ của chúng tôi đang tích cực hoạt động tại các bến cảng trên toàn thế giới. Một tương lai tươi sáng hơn, tương lai xanh hơn. Tại Doosan, chúng tôi thực hiện trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn môi trường cho các thế hệ sau. Thế giới mong muốn có năng lượng sạch và xanh, và chúng tôi cam kết mang lại năng lượng đó cho cuộc sống. Những chuyên gia giỏi thuộc nhiều lĩnh vực của Ban Nghiên cứu và Phát triển của chúng tôi đang miệt mài nghiên cứu xây dựng các nhà máy điện thế hệ mới, thân thiện với môi trường, nhằm giảm bớt phát thải ô nhiễm và các năng lượng hồi chế từ sức gió và pin nhiên liệu. Chúng tôi tin tưởng là sự phát triển của chúng tôi được quyết định bởi sự phát triển của nhân tố con người. Các chương trình đào tạo cấp tiến của chúng tôi nhằm bồi dưỡng các chuyên gia đẳng cấp thế giới sẽ giúp chúng tôi đi đầu trong ngành công nghiệp năng lượng và nước trong những năm tới. Với mong muốn được chia sẻ thành công của chúng tôi để có thể nhân rộng niềm hy vọng và hạnh phúc tới các bạn láng giềng trên toàn thế giới, chúng tôi đã hiến tặng thiết bị khử muối cho Siem Reap, Campuchia và đảo Đốc Đô Hàn Quốc. Chúng tôi cũng là nhà tài trợ tích cực cho các sự kiện thể thao và văn hóa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống trong các cộng đồng dân cư trong nước. Tại Doosan, chúng tôi tin tưởng là chúng tôi có thể biến thế giới này thành môi trường sống tốt đẹp hơn cho nhân loại toàn cầu. Ở nơi đó, mọi người có thể cùng nhau chia sẻ cuộc sống chất lượng hơn do công nghệ năng lượng và công nghệ nước của chúng tôi mang lại. Công nghệ quý giá luôn truyền cảm hứng mơ ước cho thế giới. Công nghệ kỳ diệu mở ra cánh cửa cho tương lai tươi sáng hơn và trọn vẹn hơn. Thế giới đang mong chờ các giải pháp của chúng tôi. That's the global idea. Creating value for the world. Doosan Heavy Industries and Construction.